chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Cái dàn bông mà ở trước mặt mình đây này các bạn nè, nó có những cái chùm hoa hồng hồng trắng trắng đây các bạn nè. Nó có cái tên là Sử Quân Tử các bạn ha. Cái dàn hoa này, cái đợt này nó cũng nở rộ hoa ghê ạ. Nhìn nó nở rộ hoa mà thấy đẹp quá. Những cái chùm hoa nó bé bé, màu hồng mà nó lẫn lẫn với màu trắng đó các bạn. Đây cũng là một loại hoa sử quân tử nữa này các bạn nè. Cái loại hoa sử quân tử này là nó có hai loại nha các bạn ha. Khi mà nó mới nở thì nó màu trắng rồi nó ra màu hồng hồng như vậy. Khi đó các bạn thấy không, nó mới nở thì nó màu trắng nè, xong rồi bắt đầu là nó chuyển qua màu hồng nè. Rồi có như các bạn thấy có những cái hoa màu đỏ đây là đến khi mà nó đã nở ra lâu rồi thì nó chuyển qua màu đỏ các bạn ha. Các bạn thấy trong một chùm là nó có tới 2-3 màu luôn các bạn ha.